Hi, chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Taichoa.com. Và trong video này mình sẽ trên tay để review cho anh em về sản phẩm tai nghe có dây nhét tai Gobo GE240. Cái sản phẩm này mình mua mức giá là 49.000 trên sen đỏ. Nói đến cái thương hiệu Gobo á, thì anh em cũng biết đây là một cái thương hiệu đến từ Indo. Lúc trước á, thì mình có review những cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu này khá là nhiều, từ loi đến cáp sạc ha. Mình thấy cái thương hiệu này thì cái mức giá của nó mới vào thị trường Việt Nam anh em thì nó rất là cạnh tranh so với những cái thương hiệu khác. Cái mức giá thì nó rẻ, tuy nhiên cái giá trị sử dụng của nó thì mình thấy nó rất là ok. Và cái thiết kế cũng giống như cái độ hoàn thiện của những sản phẩm đến từ thương hiệu này thì mình thấy rất là ngon luôn. Ngoài ra khi mà anh em mua những cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu Gobo này thì anh em cũng yên tâm, tại vì đây là hàng chính hãng và anh em sẽ được bảo hành 1-1 trong vòng 12 tháng. Sử dụng mà nó có sự cố gì á thì anh em cứ gọi điện cho Gobo và chúng ta yêu cầu bảo hành thôi. Bên ngoài phần vỏ hộp thì anh em thấy nó có in chữ Gobo và in cái mã sản phẩm ở đây, in thẳng cái sản phẩm trên đây luôn. Thì cái sản phẩm này nó có hai cái phiên bản hộp nha anh em. Một cái phiên bản hộp là anh em mới thấy được cái sản phẩm ở trong luôn, còn cái phiên bản này thì mình sẽ không thấy được. Ở đây thì nó có nhấn mạnh vô cái Xjabat nè, Micro nè, Ultralight. Quay phần mặt sau thì nó sẽ có một cái tem phân phối nhập khẩu ha. Thì anh em có thể xem thêm những cái thông tin trên cái tem này để biết thêm về cái hãng ha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Khi mà mở hộp ra, bên trong hộp thì anh em sẽ có cho mình đó là hai cái miếng giấy, một cái tai nghe giá rẻ mà có hai miếng giấy luôn. Một miếng giấy này thì nó ghi là ngày tháng sản xuất nè anh em, và một cái miếng giấy này là cái miếng giấy hướng dẫn sử dụng ha, bằng ngôn ngữ tiếng Anh để anh em có thể tham khảo thêm. Còn mình thì khỏi nói rồi, mình không tham khảo được cái ngôn ngữ này. Đây là cái nhân vật chính chúng ta, là tai nghe, và kèm theo cho anh em đó là hai cái cặp tiếp tai như thế này để anh em có thể thay đổi vừa kích thước với lại là cái tai anh em khi mà anh em sử dụng ha. Thì mình thấy hai cặp này thì cũng khá là ngon đó. Một cái tai nghe tầm giá 50.000 mà có tặng hai cặp này thì mình thấy rất là ok trong tầm giá. Còn thường thường anh em mua những cái sản phẩm tai nghe giá rẻ khác thì nó sẽ không tặng cho anh em những cái cặp này đâu, nó chỉ có một cặp thôi. Và đây là nhân vật chính của chúng ta anh em. Đây là một cái chiếc tai nghe mà mình thấy nó có một cái độ hoàn thiện nó rất là tốt. Thứ nhất á, là cái phần vỏ bên ngoài thì nó sẽ làm bằng kim loại nè, và nó thiết kế theo cái dạng in-ear. Thì anh em biết những cái tai nghe mà thiết kế theo cái dạng in-ear thì nó sẽ đeo khít tai anh em hơn. Và cái phần này thì nó sẽ nghiêng về bên đây một tí. Khi mà anh em đeo á, với cái độ nghiêng này á thì nó sẽ giúp nhét sâu vào trong cái tai anh em. Và với cái màng mà silicone này nữa thì nó sẽ giúp cách âm nó tốt hơn và giúp anh em nghe nhạc được nó hay hơn. Những cái âm thanh môi trường bên ngoài thì nó ít lọt vào trong cái lỗ tai anh em hơn, nhất là những cái tai nghe giá rẻ thì nó sẽ không trang bị những cái tính năng mà nó cách âm ha. Ở đây thì nó có để chữ GL để anh em phân biệt được trái và phải. Độ dài dây của sản phẩm này á thì nó đúng chuẩn là 1m2 để giúp anh em có thể thoải mái đeo khi mà anh em vận động nè, anh em tập thể dục hay là anh em tập thể thao, hay là anh em bỏ điện thoại trong túi quần để anh em đạp xe, để anh em vận động chẳng hạn, thì với cái độ dài 1m2 thì anh em thoải mái sử dụng ha. Cái phần đầu này á thì anh em thấy à, nó được sử dụng một cái đầu làm bằng kim loại luôn, và ở đây thì nó cũng có mạ vàng để giúp cái tiếp xúc của nó tốt hơn và cho cái chất âm nó hay hơn. Với mà cái phần đầu giác cắm này làm bằng kim loại á là một cái điểm cộng rất là lớn cho cái sản phẩm này. Thứ nhất á, anh em mua những cái sản phẩm tai nghe giá rẻ thường thường cái đầu này nè nó sẽ làm bằng cái đầu nhựa, thì khi mà anh em xài một thời gian á, trong quá trình mà anh em nghe ngủ hay là nghe để vận động thì cái phần cúp này nè nó rất là dễ gãy và nó dễ bị mắc một bên tai, có nghĩa là cái tai nghe anh em chỉ nghe được một bên và một bên nó hơi lè gè, nó rất là khó chịu. Mình rất là khó chịu khi mà sử dụng những cái tai nghe như vậy. Và cái phần mình làm bằng kim loại này thì sẽ giải quyết được cái vấn đề đó để giúp anh em nó nghe nhạc nó không có bị gián đoạn, cũng giống như là thời gian sử dụng thì nó cũng bền bỉ hơn. Phần dây này á thì không phải là cái dạng dây chống gối, nhưng mà cái chất liệu của nó là chất liệu TFE cho cái độ đàn hồi nó tốt, nên khi mà anh em sử dụng á thì anh em có dò hay là cuốn như vậy đi nữa thì nó sẽ cũng không có bị gối. Lúc mà anh em thả ra thì nó cũng sẽ trở về cái trạng thái ban đầu để anh em có thể sử dụng ha. Phần cụm điều khiển thì anh em thấy này, nó có in một cái logo của Gobo và nó có cho anh em một cái microphone để giúp anh em có thể đàm thoại, có thể nói chuyện hay là gọi trợ lý ảo trên cái phần điều khiển này. Và ở đây nó có một cái nút nhấn này thì cho phép anh em có thể là nghe hay là từ chối cuộc gọi, hoặc là gọi lại, hoặc là anh em có thể nhắn giữ để gọi những cái trợ lý ảo của Siri, của iPhone hay là những cái trợ lý ảo của Google thì cũng rất là ok luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ nói đến cái phần củ lo và cái phần màng lo của cái tai nghe này. Đó là cái phần driver. Driver là một cái phần chính trong cái chiếc tai nghe, giúp chiếc tai nghe nó hoạt động được bền bỉ cũng giống như là cái chất âm nó hay hơn. Thì cái phần driver của chiếc tai nghe này thì một cái driver thế hệ mới giúp anh em nghe nó hay hơn. Tuy là một cái sản phẩm giá rẻ nhưng mà nó vẫn trang bị cho anh em đó là một cái màng lo khá là nổi tiếng mà được trang bị trên những cái chiếc tai nghe mắc tiền. Đó là một cái màng lo Raphine.
Với cái màn loa này thì nó sẽ giúp cho anh em nghe được cái chất âm nó sắc nét hơn và đầy đặn hơn, trung thực hơn. Những anh em nào mà sử dụng chiếc tai nghe này để nghe nhạc hay là sử dụng để chơi game thì mình thấy nó khá là phù hợp. Tại vì anh em chơi game á thì cái chất âm của nó phải đều với lại cái bước chân hay là cái tiếng súng trong cái điện thoại của anh em. Để anh em sử dụng nó bắn súng hay là anh em sử dụng nó để chơi những cái game hành động thì nó sẽ giúp cái sụt âm thanh và cái tiếng bước chân trong cái điện thoại anh em nó đều, để anh em sử dụng nó được chính xác hơn. Về phần trải nghiệm thì mình thấy cái chiếc tai nghe này cho mình nghe rõ đầy đủ ba chiếc âm. Khi mà anh em nghe trong cái những cái bài nhạc mà nó có những cái âm bass nó mạnh thì cái tai nghe này nó cũng đánh nó khá là đều. Tuy là một cái sản phẩm giá rẻ nhưng mà mình thấy cái chất âm nó cho nó cũng rất là hay, không thua gì những cái chiếc tai nghe mà có giá đâu đó tầm khoảng 100 mấy 200 ngàn trên thị trường đó anh nghe anh em. Thì anh em có thể mua về trải nghiệm thử. Khi mà anh em mua những cái sản phẩm này nè trên gian hàng chính hãng của Lazada thì anh em được thoải mái sử dụng trong vòng 14 ngày. Nếu mà trong 14 ngày đó anh em không thích thì anh em cứ trả hàng thôi. Thì mình thấy á, đây là một cái sản phẩm tai nghe phù hợp với những cái bạn học sinh sinh viên nè, những cái bạn nào muốn tìm cho mình một cái tai nghe giá rẻ nhưng mà cái chất âm của nó phải đầy đủ để anh em nghe những cái bài nhạc EDM, những cái bài nhạc mà nó thiên về cái âm space nhiều hơn để giúp anh em có thể feel hoặc là anh em có thể nghe nó cảm thấy nó đã cái tai anh em hơn, thì đây là một cái sản phẩm rất là phù hợp để cho anh em lựa chọn. Về phần thiết kế và cái phần hoàn thiện cái sản phẩm này thì mình không có gì mà phải chê trách cái sản phẩm này hết. Đây là một cái sản phẩm khá là tuyệt vời trong tầm giá 50k mà anh em có thể tham khảo và mua để sử dụng ha. Về phần link mua sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video hoặc phần ghi bình luận thì anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay nè, cũng giống như là hỗ trợ anh em á, thì bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh Tài Cho Bài Chấm Cùng của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.